tổng già nua và bệnh tật, ngồi không vững có thể bị lật khỏi ghế. Từ sau khi Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng là người bám ghế dài nhất. Hiện nay ông Trọng đã ngồi nhiệm kỳ thứ 3 nhưng chưa thấy có dấu hiệu ông muốn nhường ngôi. Ông Trọng ngồi ghế tổng bí thư vượt quá giới hạn nhiệm kỳ, vượt quá giới hạn tuổi và vượt cả rào cản với sức khỏe là bởi ông đã thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay của mình. Người cộng sản nào cũng tham quyền cố vị, họ tuân thủ luật đảng hai nhiệm kỳ, chẳng qua vì quyền lực của họ chưa đủ mạnh để phá vỡ rào cản. Còn một khi đã đủ sức để phá vỡ rào cản thì họ sẽ bất chấp. Ý chí của họ mới là luật chứ không phải là những điều luật đã quy định trước đó. Việc ông Trọng ngồi đến ba nhiệm kỳ chủ yếu là bị xã hội lên án, chứ trong đảng không ai dám hé răng lời nào. Bởi cái lò đang cháy ngùn ngụt, hễ hé răng là bị quẳng vào lò ngay. Ở chế độ này, quan chức nào cũng quá quan tham, chỉ khác nhau là có bị khui ra hay không. Cũng vì quan chức nào cũng nhúng chàm nên chẳng ai dám trái ý phe lò. Và lại, ngay trong đảng, các phe phái cũng đấu nhau theo kiểu mạnh thắng, yếu thua, chứ chẳng có đấu theo luật, nên việc chỉ trích Tổng Bí Thư, dù có đúng luật thì cũng chẳng thể yên thần. Tô Lâm đã không còn kiên nhẫn và tạo phản. Cuối nhiệm kỳ thứ 3, thuộc hạ nổi loạn khiến cho sức mạnh chính trị của ông Tổng Trọng suy yếu đi nhanh chóng. Việc Tô Lâm làm loạn cho thấy hai điều. Thứ nhất, tổ chức bộ máy tạo nên quyền lực của ông Tổng Bí Thư đã đến hồi tan rã. Thứ hai, ngay trong hàng ngũ của phe lò của ông Tổng Bí Thư cũng đã không còn kiên nhẫn với những việc ông làm. Ông chỉ củng cố quyền lực cho chính mình, nhưng không có ai dám lên tiếng, báo chí thì lại càng không. Giờ đây, sức khỏe và thể chất lẫn sức khỏe chính trị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng hội tụ tại một điểm, tức là yếu tố cùng lúc. Đây được xem là thời điểm chiến mồi để các phe phái nổi lên tranh giành quyền lực, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tô Lâm đã trở thành một thế lực phản loạn vì ông không thể chờ, và có lẽ ông cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Sự ổn định chính trị dưới chế độ này là giả tạo. Tất cả các phe phái đều luôn dè chừng nhau, chỉ chờ thời cơ thích hợp là ra tay. Toàn đảng đều chú tâm vào vấn đề đó, và từng nhóm lợi ích cũng tương tự như vậy. Trong nội bộ phe lò của Tổng Trọng cũng có sự nhòm ngó lẫn nhau. Trước đây khi ông Trọng còn đủ sức khỏe, các bàn bệ hoạt động rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, nhưng giờ đây đã có sự bất đồng. Thực chất, sự bất đồng trước đó của phe lò cũng chỉ là giả tạo. Càng bám ghế, ông Trọng càng khiến cho chính trường sóng gió và nghi cơ hỗn loạn sẽ nổi lên. Ông Trọng đã quá già yếu và bệnh tật, khiến quyền lực của ông cũng suy yếu theo. Điều đó cho thấy đã đến lúc ông cần phải rút lui khỏi ghế Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, với bản chất tham quyền cố vị, thì có lẽ ông Trọng khó mà chịu rút lui. Lấy ví dụ sự kiện ông đã bị gục ngã ở Kiên Giang khiến cơ hội hồi phục sức khỏe của ông mong manh hơn bao giờ hết. Vậy mà ông vẫn cố bám ghế cho đến hôm nay. Giờ đây ông muốn rời ghế là điều vô cùng khó khăn. Tô Lâm nổi lên tạo phản cũng vì muốn sớm đẩy ông Trọng rời khỏi ghế để ông Tô có thể chám vào đây. Đó chính là mối đe dọa lớn với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, không biết ông Tô Lâm sẽ còn ra đòn gì nữa đây. Liệu rằng việc cố bám ghế hết nhiệm kỳ này có an toàn cho ông nữa hay không? Bây giờ, nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ được cho là phe bảo hoàng, cố bảo vệ ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí Thư đến hết nhiệm kỳ, mà bảo vệ ông Trọng cũng vì bảo vệ quyền lợi của họ. Giả sử ông Trọng được bảo vệ ngồi đến hết nhiệm kỳ này mà vẫn không chịu nhường ghế thì không loại trừ đến lượt nhóm Nghệ An cũng sẽ làm phản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng già nua và bệnh tật, ngồi không vững có thể bị lật khỏi ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bị chặn trước cửa Thiên đường, Trần Lưu Quang cầu viện Thiên triều.
sau khi Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị bay ghế, Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà lên thay. Ông Trần Lưu Quang tiếp quản nhiệm vụ của ông Phạm Bình Minh để lại. Trước khi mất chức, ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, có một vấn đề lấn cấn, đấy là muốn chính thức nhận chức Phó Thủ tướng Thường trực thì phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng ông Trần Lưu Quang chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng nên không được công nhận là Phó Thủ tướng Thường trực. Dù ông tiếp quản công việc của ông Phạm Bình Minh với khối lượng rất lớn. Ông Trần Lưu Quang nhậm chức Phó Thủ tướng từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 đến nay đã hơn một năm. Đã qua hai kỳ hội nghị trung ương nhưng ông vẫn chưa được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, dù Bộ Chính trị đã rụng hết 4 người rất cần bầu bổ sung thêm. Ông Vương Đình Huệ dẫn đoàn tùy tùng đến Bắc Kinh. Nguyên nhân ông Quang chưa được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị là do đấu đá tranh giành phe này giới thiệu thì phe kia tìm cách phá. Cuối cùng, sau hơn một năm và tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Không chỉ riêng ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho Trần Lưu Quang mà cả ghế Phó Thủ tướng cho ông Lê Văn Thành để lại cũng chưa bên nào chịu nhường bên nào và vẫn còn để ngỏ. Ông Trần Lưu Quang cần được vào Bộ Chính trị, nếu không, ông không được tham dự vào sân chơi lớn nhất của Đảng. Ông có tham vọng làm Thủ tướng nhiệm kỳ tới, nếu bị chặn cánh cổng vào Bộ Chính trị thì xem như ông không đủ điều kiện để mà tranh đua tiếp. Vụ tạo phản của Tô Lâm được xác định là không ảnh hưởng nhiều đến Trần Lưu Quang, bởi ông Tô Lâm chỉ khuấy động trật tự trong tứ trụ và tìm kiếm ghế cho đàn em ở Bộ Công an, chứ không can thiệp vào bên chính phủ. Tuy nhiên, lần này ông Trần Lưu Quang cũng tranh thủ theo chân ông Vương Đình Huệ đi sang Bắc Kinh chầu Thiên Triều. Hầu hết những người tháp tùng Vương Đình Huệ đi sang Trung Quốc đợt này là những khuôn mặt có triển vọng vào Bộ Chính trị khóa sau. Ông Phạm Minh Chính có tham vọng với ghế Tổng Bí Thư, tuy nhiên không vì thế mà ông không gia cố chiếc ghế Thủ tướng cho vững chắc. Nếu không giành được ghế Tổng Bí Thư thì ngồi lại ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa cũng không phải là thất bại, bởi ghế Thủ tướng là chiếc ghế quyền lực thứ hai trong tứ trụ, chỉ đứng sau Tổng Bí Thư mà thôi. Trong bất cứ trở ngại nào muốn biết thủ phạm gây cản trở là ai thì hãy đặt câu hỏi, nếu điều đó xảy ra, ai là người có lợi nhất? Vậy việc ông Trần Lưu Quang bị chặn, không cho bầu bổ sung Bộ Chính trị thì ai là lợi nhất đây? Trả lời câu hỏi này không hề khó, đó chính là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cho nên nếu chặn được Trần Lưu Quang thì dại gì ông Chính không ra tay. Vào được Bộ Chính trị và nắm chức Phó Thủ tướng Thường trực là tiến rất sát tới ghế của Thủ tướng. Thậm chí có thể gây nguy hiểm cho ghế Thủ tướng nếu chẳng may giữa nhiệm kỳ ông Chính bị mệnh hệ gì. Trước khi ông Huệ buộc phải đối đầu với Tô Lâm thì ông Huệ đã đối đầu với ông Chính. Từ cách đây hơn 3 năm khi tranh chiếc ghế Thủ tướng, ông Huệ đã phải thua ông Chính và đành chấp nhận ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội để mà chờ thời. Ông Trần Lưu Quang cũng tháp tùng sang chầu Thiên Triều. Giờ đây có vẻ như Trần Lưu Quang cũng đã ngỏ lời với Vương Đình Huệ để cùng sang Bắc Kinh triều kiến. Đây không phải vì mục đích thăng tiến cho cá nhân ông Quang thì là cái gì đây? Thói quen của giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau hội nghị Thành Đô là cứ bế tắc trong nội bộ không thể thương lượng được thì các nhóm lại tranh nhau sang chầu Thiên Triều xin chỉ thị. Vì vậy, chuyến thăm nào có lịch gặp ông Tập Cận Bình thì sẽ được rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đăng ký tháp tùng. Điều này khiến dân không thể không nghi là ngờ lãnh đạo đảng đang cầu viện ngoại bang cho quyền lợi chính trị cá nhân của họ. Trần Lưu Quang đang bế tắc trên con đường trở thành Phó Thủ tướng Thường trực thì lại tranh thủ tháp tùng cùng Vương Đình Huệ sang Trung Quốc. Cứ với tiền lệ này thì Việt Nam làm sao thoát được vòng kiểm tỏa của Trung Quốc đây? Quý vị và các bạn có theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin bị chặn trước cửa thiên đường, Trần Lưu Quang cầu viện Thiên Triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.